quán bán đèn này nổi tiếng Hàn Quốc. Ra vậy tôm đều lên. Con này của em nó bị mất là con này là lông nó đang còn dài, nó không thể xác đó. Còn cái con nói chung là đó, con này tham mấy chứ con này còn lớn anh xã mà để nó thôi mời giờ lại nhá mời anh bé nhá bỏ con kêu cho em một ăn một cái. Nó không ăn mấy đâu, con này gọi ra nó ăn được vài miếng à. Mẹ nhà anh vậy đi ăn sáng là làm vài miếng trong không ăn nữa. Bún bò ghé là cái gì mì quảng là anh biết ở đâu ngon ở trên Đà Lạt đấy. Là thứ nhất rau Đà rau Đà trên đấy. Đà Lạt rất nhiều món ngon. Trời là trời, không phải gì mình lên đó là nghiền nhất bò bún mì quảng ở trên đấy. Là ăn rau nó thái mỏng ra. Em lên đấy em ăn cái phở thưng ở nước Việt Nam thì có lẽ có con phở của con nó. Em lại chưa được ngon thế rồi. Có cái chén cơm ấy, chén cho em bé, nói rõ cho em bé khỏi tội nghiệp nữa. Chính xác là mình lên Đà Lạt là nhiều lấy chân bé không hỏi tội nghiệp bắt con nó vậy đi vậy lại nhiều món ăn trên Đà Lạt nói ngon lắm, phải nói là lên đó là không có đủ công. Cái này của mình hả? Dạ của mình đấy. Tưởng là của ông Hứng ông Hải. Hải không có ở đây là Hải không có cái món này đâu. Riêng là ăn cái này chỉ biết cái này thôi chứ không có cái rau nữa. Không mời cho ăn cũng được nha. Được chứ, nói đùa chứ đâu không được. Đâu, ở Phú Quốc này thì đặc biệt là rau người ta không có mang cái máy, là chỉ có ở đây thì nó có cái máy này thôi và chứ không phải như đất liền. Đất liền Phú Quốc là còn... gọi là giàu ăn rau nghèo ăn cá, đúng không? Thưởng thức cho các nhân xong rồi chắc chưa lên
Anh đi hôm qua bảo cứ 7 giờ 8 giờ. Hôm qua em bảo 7 giờ nên anh vẫn ở đến sớm đến giờ. Hôm nay chưa thấy ai gọi thì chưa ra đâu. Thế anh mình lại không có ai gọi. Không có hẹn mà con mới nhắc như thế. Mình mà đã hẹn thì gần như là không có được ai. Em là cứ ở nhà là cứ 7 giờ 15, 7 giờ 20 là bắt đầu nó làm. Trưa cứ 11 rưỡi thì nó chiều 1 rưỡi làm. Đến 5 rưỡi thì cứ ngày 8 tiếng. Có những nói anh, có những hôm em mệt ấy, mà em muốn nướng mà không được, mà anh biết là bắt đầu em không dậy được rồi. Sau em cố thẳng quán cà phê có vọng là em ra đó em nằm ở đó chứ không dám ngủ nhà. Nam không nói nhưng mà mình ngủ ở nhà là nó mất cái y phong của mình đi. Phải trốn ra ngoài quán cà phê. Bún cá Châu Đốc ở Trung Quốc. Chúng ta xem là nó có những gì. Có chút này. Hoa này có gì đấy nhé. Cá với tôm. Này có rau nhiễm hoa chuối. Muốn bún cá Châu Đốc. Dạ. Châu Đốc này chắc là có hoa gì đấy? Hàn Giang hay sao? Ồ, hoa điên điển không mùa này? Có hoa điên điển hay nhỉ? Hoa này hoa điên điển hả? Ờ, không biết mùa này có hoa điên điển hay là không biết hoa tươi hay hoa khô nhỉ? Hoa tươi. Tươi hay hoa khô nó ngâm ra. Mùa này có hoa điên điển này hay quá. Đúng rồi, vào miền Tây thì mê luôn, hoa ngập bàn này, an toàn hoa, à. Vui lắm, đẹp. Yeah. Hoa điên điển. Hoa điên điển tươi hay là khô ra? Điên tươi. Tươi luôn hả? Mùa này nó có hả? Đây giờ đọc mùa. Mùa này sao có? Tưởng mùa mưa mới nhiều chứ, à trông hả? À trông. Đúng rồi. Điên điển. Thơm này. Tây đồ ăn nó đặc hay mà đặc trưng. Và cho thêm một ít gia vị. Chanh, Châu Đốc. Chanh vào. Trộn cùng với các loại gia vị. Ăn sẽ rất là nghiêng. Cái điện điện này cũng nhiều bất nổi nó có. Mà bây giờ chúng ta có tổng. Ta cho thêm một ít ớt. Đây rất là đặc trưng. Đây rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Rất là hoa. Đây là chúng ta bún cá để chúng ta ăn. Ăn trên món lầu. Đây, hoa nhiều lắm. Đây là rất là hoa dạng. Được. Ớt thì chúng ta nên để hạt lại. Nhiều hạt ớt nó không ổn. Giờ sát máy quay và đề nghị đồng chí nói to lên. Gia vị đã xong. Bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức với chúng tôi. Em mời anh.
con hả? Dạ. Quả này buổi sáng thì đông lắm, trưa thì người ta ăn cơm nhiều. Ăn cả gì mà thơm, các bạn ăn là có lốc. Tôm thơm đấy, thịt giống nhìn lắm.